Hello anh em nha, thì tôi là Đạt Donny đây. Thì hôm nay tôi thông báo cho anh em một tin cực kỳ buồn anh em ạ. Kênh Đạt Donny của tôi đã bị cấm đăng video. Chả hiểu tại sao hôm tôi ra video cho mọi người xem solo với thanh niên bắn Samsung ấy. Mọi người bạn nào xem sớm thì sẽ thấy được video đó. Nhưng mà một lúc sau thì YouTube nó lại xóa video của mình anh em ạ. Nó xóa không cho đăng luôn ý. Nó cấm tập 2 tuần hay là nửa tháng hay gì tôi chả nhớ đâu. Nhưng mà thật buồn là giờ tôi phải đăng ở kênh này nè. Cái kênh mà tôi đang đăng ở video này đang bị phá lốp mọi người ạ. Nên mọi người, anh em nào yêu quý mình thì xem video như để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình lấy lại tương tác nha anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời ơi, buồn quá trời, tôi không muốn chơi hết, muốn đi tại bị khóa kênh mà thì giờ cũng chả muốn chơi nữa.